Với 20, 10, chẳng khó để bắt gặp những cặp đôi tình tứ, ngọt ngào cùng nhau đi chơi trên phố để tận hưởng không khí ngày phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên trong số đó vẫn có một số chàng trai vô tình gặp bạn gái mình đi chơi với người đàn ông khác ngay trên phố. Sự việc đã được người chứng kiến ghi lại vào tối 20, 10 khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, sau khi bắt gặp bạn gái ngồi sau xe của nam thanh niên lạ mặt, người đàn ông đã chặn đầu xe yêu cầu dừng lại để nói chuyện. Quá tức giận và cay cú khi bạn gái lừa dối mình để đi chơi với người đàn ông khác, nam thanh niên đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô gái. Đồng thời, liên tục mắng nhiếc không tiếc lời trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Mày còn gì để giải thích không? Mày vừa bảo tao cái gì? Mày bảo tao không đi với thằng nào, hôm nay tao bắt quả tang rồi nhé. Tao chơi trò trẻ con với mày à? Mày giải thích đi. Tao 28 tuổi đầu rồi nhé, nam thanh niên lớn tiếng chất vấn cô bạn gái. Thấy ồn ào, một số người tiến lại can ngăn, nhưng người đàn ông này vẫn tỏ ra bức xúc. Tiếp tục chỉ tay mắng nhiếc, mày nói với tao cái gì? Mày có giải thích gì không? Mày không đi với thằng nào? Nay tao không bắt quả tang thì chúng mày lừa dối tao đến bao giờ nữa? Mấy giờ đêm chúng mày lai nhau ra hổ? Tao là người ngay thẳng nên không sợ gì hết. Thấy nam thanh niên lớn tiếng, cô gái được cho là bạn gái sau một hồi im lặng đã lên tiếng cho rằng mình không có gì hết. Bên cạnh đó, nam thanh niên chở cô gái cũng lên tiếng can ngăn, đồng thời cho biết không biết cô gái đã có người yêu, nhưng đã ngay lập tức bị gạt đi. Dù chưa biết sự việc sau đó được giải quyết ra sao, nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.